Bạn Ba ơi, bạn đang chơi trò gì thế? Bạn Bo đang chơi trò xúc cát trên xe ben các bạn ơi. Quả wow. Xe ben của bạn Bo bé thì á, để mình xem nào, mình dơ lại gần cho các bạn xem chiếc xe ben này nhá. Wow, một chiếc xe ben màu đỏ nào, để cho mình mượn để mình giới thiệu với. À, bạn Bo ở đây là một chiếc xe size mini các bạn ạ, một chiếc xe ben màu đỏ này. Bạn Bo ơi, cho xe ben đổ ben thử cho chúng mình xem nào. Wow, đổ ben rất xịn sò luôn kìa. Bạn lại có chiếc xe gì đấy nữa? Ồ, một chiếc xe bồn này các bạn ơi, một chiếc xe bồn nhỏ xinh luôn, màu xanh. À bây giờ bạn Bo ơi, mình biết làm ảo thuật đấy, mình sẽ biến ba chiếc xe này của bạn thành một chiếc xe mà vừa có màu xanh này, vừa có màu đỏ, vừa có màu vàng nhá. Mình sẽ làm ảo thuật cho các bạn xem nhá. Bạn Bo ơi, cho mình mượn ba chiếc xe nhỏ của bạn nào. À, các bạn ơi, đây mình có ba chiếc xe này nhá, mình vừa mượn của bạn Bo xong này. Bây giờ mình sẽ làm ảo thuật nhá bạn Bo ơi. Bây giờ nhá, bạn chỉ cần ném chiếc xẻng này vào cái xe là tự nhiên chiếc xe này biến thành một chiếc xe to luôn. Nào đấy, các bạn thấy chưa? Mình đã kết hợp ba chiếc xe nhỏ của bạn Bo lại thành một chiếc xe máy múc to đủ ba màu luôn, màu vàng, màu đỏ và màu xanh các bạn ạ. Đó, các bạn thấy chiếc xe máy múc này có đẹp không? Đấy, rất là sặc sỡ. Nào, một chiếc xe đẹp chưa các bạn ơi? Đó, một chiếc xe này. Wow, gầu múc này. À, bên cạnh này các bạn nhìn thấy gì hay không? Bên cạnh sườn còn có vẽ hình chiếc xẻng và chiếc búa này. Đó, một chiếc xe máy múc màu sắc rất đẹp luôn. Mình nâng cái gầu máy múc lên nhá. Đấy, máy múc nâng được gầu luôn. Để gọn vào đây nào. Đây nhá, bây giờ mình để chiếc xe này đây nhá. Bạn có tin mình làm ảo thuật này, chiếc xe máy múc này lại biến thành một chiếc xe máy múc to hơn và cũng có ba màu này luôn, bạn tin không? Bây giờ bạn giúp mình nhá, bạn chỉ cần giúp mình ném xẻng thôi. Đây, bây giờ bạn Bo sẽ giúp mình ném xẻng vào cái xe này cho mình. Wow, đó các bạn thấy chưa? Chiếc xẻng thần kỳ của mình lại biến chiếc xe nhỏ thành một chiếc xe to hơn này. Chiếc xẻng của mình có thể làm ảo thuật đấy, mình biến thành chiếc xe nhỏ thành một chiếc xe máy múc to luôn, vẫn đủ ba màu vàng và đỏ và xanh luôn các bạn ạ. Đẹp chưa? Wow, chiếc xe máy múc này to lắm, còn có cần điều khiển thế này các bạn ơi. Đó, cần điều khiển này ấy, gầu múc này. Đây, cho cần ở đây mình điều khiển cho bạn xem nhé. Đấy, thấy không, điều khiển của xe này đấy, xe này còn có cần điều khiển rất là xịn này, có người ngồi lái bên trong luôn các bạn nhé. Đấy, phía trước còn có còi xe này, thích chưa? Đó. Một chiếc xe máy múc rất to và rất đẹp luôn.